sư Vinh nó là hai mũi ha. Nào mà ít có dùng thử workout ao thì có thể dùng một mũi thôi, nhưng mà dân thì dùng hai mũi. Đây là trong tập, đây là trước tập ha. Trong tập là như dùng AI. Trước tập thì sau khi uống rì thì sẽ bắt đầu khởi động ha. Thì cái quá trình khởi động của nhân nó sẽ khá là tốn thời gian một tí. Ngày upper thì nó sẽ ngắn hơn ngày lower một chút ha. Upper thì khởi động khoảng 5 đến 10 phút, lower thì có thể sẽ lâu hơn. Lý do mà khởi động lâu như vậy là thứ nhất là giảm thiểu cái đánh thương, cái chấn thương có thể xảy ra. Rất là quan trọng ha. Bạn sẽ chậm mỗi ngày được mất đi khoảng 5 đến 10 phút để mà đổi lấy là nếu một lần bạn chấn thương thì bạn sẽ mất rất là nhiều tuần để nghỉ để phục hồi chấn thương đó. Vì thế là cái việc khởi động là quan trọng. Chưa kể là nó sẽ tạo cái hiệu quả cao hơn trong cái tập của mình rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái quy trình khởi động của mình, cái quy trình upper như thế nào. Như bạn thấy ha, thì cái phần khởi động phần upper của mình á, nó sẽ tập trung ở những khớp vai, vì đây là cái chỗ mà thường xuyên gây chấn thương nhất. Mình còn phải truyền máu vào những cái phần mà cơ thể nó rất là mỏng ở đây này, ở đây khớp vai của mình cộng với là phần lưng ha, mình kích hoạt lưng trước ha, rồi sau đó là những cái phần cơ nhỏ như là cơ vai sau chẳng hạn, cơ vai sau, cơ trap và cơ lat của mình, là mình stretch rồi mình giãn rồi mình kéo, mình tập retract cái phần xương cỡ vai của mình ha. Ok, nói là xong phải động bắt đầu nha. Đó là những cách tính up ha. Bạn sẽ nói mình sao, miễn sao là cái bộ của mình nó sẽ vuông góc cái thân mình của bạn, thân mình của bạn những ngón tay thì cái khung sẽ là vuông góc. Cái khung vuông góc này nó sẽ làm nó sẽ giúp cho cái vùng cơ được tác động, nhất là cơ xô, cơ lát ha. Thì nếu là bạn đứng những góc xéo rồi đó, bạn kéo cái góc cánh tay của mình hướng ra ngoài hay là hướng như cầu thì nó sẽ không bị cơ lát nữa mà nó sẽ vào những vùng cơ khác ha. Để bạn chú ý nha, nhớ là những cơ là chậm và có một cái điểm siết ở cái điểm cuối cùng. Và chủ yếu là để nó bơm máu vào cái phần cơ diễn tập hôm nay, nên là sẽ tập cái tay buồn hơn.
lý do mà để tập bài này đầu buổi tập là để bơm máu với từng cơ, cái phần cơ mà mình muốn tấn công những cơ bản ngày hôm nay đó là phần cơ lát, cơ xô rộng ha. Nhưng mà muốn phần xô rộng nhiều hơn là phần bên giữa, thì phần bên giữa cũng như so với phần xô rất là tốt, nhưng mà muốn cải thiện phần xô rộng hôm nay ha. Cơ lát là một cơ mà nó sẽ chạy dài từ cái phần vai sau của mình ăn xuống tới lower back, tới đường dưới ha. Cái phần này là phần lát ha. Thì ở cái phần lưng của mình có một phần thẳng trống rất là lớn này, và những bắt nó nhẹ nhàng hơn ha. Nhưng cái dùng bài này để nhân kích hoạt phần lát trước, để những cái bài tập sau cũng như nó sẽ kích sử dụng cơ lát nhiều hơn ha. Rồi có một cái vấn đề setup ở đây là bạn sẽ thắc mắc là để chân nào trước ha, thì tay bên nào kéo mình sẽ trụ chân bên đó, trụ lên ha, để nó có một cái bệ là vững. Bài này là một bài tập đây ha, hạn chế dùng những cái chuyển động, nó có thể là mình dùng đà, mình kéo hay là mình dùng mông, bởi vì cái chân trụ sẽ là chân cùng cái tay để mà mình có một cái trụ thường vững, cô lập được nách lại. Bài thứ hai cũng là một cái bài chính của ngày hôm nay ha. Thì mỗi buổi tập của mình sẽ có những cái bài tập lớn mình cần phải trọng tâm và mình phải cố gắng mình cải thiện cái performance của mình ở cái bài đó. Thì ngày hôm nay là bài pull up ha, bài hit shoulder. Đặc biệt ngày hôm nay là những cái hỏi chị gì gọi là cái đây, thì tác dụng của chị là làm gì, nhưng có thể kéo tay không được, chỉ là gắn tại mình kéo tay được. Tuy nhiên là nếu mà pull up này á, muốn tấn công một phần kích hoạt được phần lát nhiều hơn, mình cảm thấy mình có thể siết được cơ xô nhiều hơn và hạn chế những cái nhóm cơ liên quan như là cơ thắt, cơ upper back lưng trên hoặc là cơ cẳng tay của mình nhiều hơn. Thì như này ha, control cái phần lát tốt hơn với sự trợ lực của phần dây ha. Mình sẽ dùng cái một sợi dây ở bài này. Số rep mà tập bài này sẽ từ 10 đến 15 rep ha. Nói chung là as much as possible, tức là nhiều nhất có thể ha. Trước thì mình kéo không thì thấy là ăn vào phần tay, cẳng tay rất là nhiều, ăn vào phần ống vét rất là nhiều ha, cơ thắt mình dùng rất là nhiều. Thì sau khi mà sử dụng cái dây này thì mình thấy là phần lát mình nó phê hơn, nó cháy hơn nhiều ha, nên sẽ dùng cái phần dây này vào trong những bài tập pull up sau ha. Ok. Chắc chắn là các bạn sẽ có câu hỏi về cái dụng cụ này, thì mình cũng giới thiệu luôn. Đây là một cái trợ thủ đắc lực trong những ngày tập lưng, tập deadlift ha. Cái này gọi là lifting grip ha. Bạn có thể gọi là dây kéo lưng cũng được, nhưng mà cái này nó khác. Cái loại dây truyền thống là nó làm cái miếng da như thế này ha. Bạn nó giúp bạn bám chắc thành đòn nhiều hơn, và bạn sẽ không dùng lực cẳng tay để mà bạn thực hiện cái chuyển động nó nhiều hơn ha. Trong những ngày buồn nhân thì nhân muốn cái phần cơ tập trung là phần cơ lưng nhiều nhất. Tuy nhiên là nếu mà cầm tay không thì mình sẽ bị giới hạn bởi cái cơ cẳng tay của mình ha. Mình sẽ dùng cơ cẳng tay nhiều hơn, và thậm chí là trong những bài shoulder này cái xô mình chưa có mỏi, mà cái sao cẳng tay mình nó sẽ mỏi. Thì cái dụng cụ này nó sẽ hạn chế lực vào cẳng tay cũng như lực cổ tay của mình rất là nhiều ha. Nên là một cái dụng cụ mà được kết hợp vào đối với những cái giáo trình tập thiên về tăng cơ nhiều hơn ha. Nếu mà bạn sức mạnh thì ok, hoàn toàn mình có thể dùng tay không, tại vì cái môn sức mạnh này nó sẽ đòi hỏi cái lực nắm của tay nhiều hơn, nhưng mà bodybuilding thì nó lại không có thiên về cái lực nắm tay nhiều lắm, nên nhân dụng cái này rất là nhiều năng lực của mình ha. Nhấn mạnh đó là mỗi buổi tập mình đều tìm cách để mình đưa cơ bắp mình đến cái mức độ giới hạn để mà nó nhận được những kích thích cần thiết để mà chỉnh cơ, đúng không? Thì rất là nhiều bạn đặt câu hỏi là bây giờ em bị chững tạ, thì em bị chững tạ thì có thể làm như thế nào để mà có thể thoát được cái tình trạng đó. Bạn nhớ nha, để mà kích thích cơ bắp thì nó có rất là nhiều yếu tố. Ngoài cái yếu tố là tăng cái mức tạ lên, bạn sẽ còn rất là nhiều cách để mà có thể đặt những kích thích mới lên cơ bắp. Chẳng hạn như là thời gian cơ chịu áp lực nè, bạn tập một cái bài tập với cái tốc độ chậm hơn ha,
bạn tập một bài tập với cái form chuẩn hơn, hoặc thậm chí là bạn đưa cái cơ bắp mình với cái ngưỡng thất bại nhiều hơn nữa. Ví dụ như là ở cái bài pull up này, nhân sẽ kéo đâu đó khoảng từ 12 đến 15 rep trong 4 hiệp, thì nhân sẽ kéo khoảng 12 đến 15 rep và nhân mất rất là nhiều thời gian để mình có thể vượt qua con số 15. Thì bây giờ cách nào để mà đưa có cái ngưỡng kích thích hay không, thì có mỗi cách đó là bạn tiếp tục sau khi bạn không thể nào làm được một cái full run, một kỹ động một rep nữa, đúng không? Bạn sẽ kết hợp vào đó là những cái động tác gọi là casual rep, tức là bạn tập nửa run. Ở đây Nhân sẽ tập với cách là Nhân sẽ retract cái cơ cầu vai của Nhân, tức là Nhân rút cái phần lách này nè, Nhân sẽ co lại và Nhân không kéo lên hết, mà Nhân chỉ dùng phần này nè, Nhân kéo lên thôi ha. Thì Nhân sẽ thêm được 3-4 rep nữa, và cái lúc đó khi mà Nhân cảm thấy hoàn toàn là Nhân không có retract được cái cơ lách của mình nữa, thì lúc đó Nhân sẽ buông, và đó gọi là cái động tác của mình ha. Thì mỗi ngày mình sẽ ráng tìm một cái gì đó nó nặng hơn, nó khó hơn để mình đưa vào bài tập, ngoài cái việc là mình phải tăng tạ ha. Những cái bài này nếu mà Nhân bỏ tạ thêm vô thì Nhân sẽ thấy là cái cơ cẳng tay của Nhân nó bị ăn rất là nhiều, cơ tráp bị ăn rất là nhiều ha. Thì đó là một cách mà để có thể gọi là phá được cái việc chỉnh tạ ở trong cái bài pull up này ha. Bạn không cần phải kéo nhiều hơn, bạn ép thêm vào động tác đó những cái partial rep ha, những cái gọi là nhấp, mình có thể gọi là nhấp được, nhưng mà đây là nhấp có chủ đích chứ không phải là nhấp một cách gọi là tập đại ha. Ok, mình sẽ làm lại các bạn xem cái partial rep như thế nào ha. Broken along, I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Sau một cái bài vertical pull là một bài kéo dọc ha, thì đây sẽ là bài kéo ngang chính của ngày hôm nay. Hanero thì cái bài kéo ngang á, nhân thường sẽ xoay vòng giữa bend over row, bend lay row hay là t-bar row ha. Cứ khoảng 1-2 tháng mình sẽ đổi một lần, và trong cái phase này thì nhân sẽ tập trung vào hanley row, tại vì đây là một cái bài phát triển sức mạnh rất là tốt. Bạn chỉ tập trung vào giai đoạn là bạn dịch tạ lên ha, sau đó bạn buông xuống và bạn không ngừng nghỉ lại, thì cái động tác này chủ yếu là ở giai đoạn eccentric mà thôi, chú trọng giai đoạn này ha, không còn chú trọng giai đoạn hạ xuống, nên bạn sẽ làm khối lượng tạ nó sẽ tương đối lớn một xíu. Tuy nhiên là cũng có một vài cái ý là cầm kho ha, ép chặt bả vai lại ha, kích hoạt cái lách trước và dậm xuống sàn tương tự như cái lift, và sau đó mình tiếp tục kéo lên ha. Đây là một bài tập nè, cái kéo lưng này nó phát huy tác dụng rất là nhiều, bạn có thể kéo được mức tạ khá lớn với cái một cái dây lifting strap. Nếu bạn không có thì nó sẽ dùng cái cẳng tay nhiều hơn ha. Đây là cái chính của Nhân. Đây, cảm ơn mọi người xem ha. Mình có thể cầm như thế này cũng được ha. Mình có thể cầm như thế này cũng được ha. Đây là cách mà Nhân thích cầm nhất. Cảm giác chắc. Nhìn rất là mỏng như vậy, nó rất là đơn giản như vậy ha. Nhưng mà bạn kéo 200kg, 300kg vẫn không sao với cái này ha, rất là chắc. Thậm chí là bạn có thể kéo bằng có 4 ngón này thôi, có thể bỏ ra ngón này luôn. Cái ngón này là cái ngón mà nó liên quan trực tiếp đến phần cẳng tay nè. Bạn thấy Nhân bấu luôn nè, là cẳng tay nó sẽ căng lên, thấy không? Mình sẽ buông cái này ra luôn ha. Những cái động tác như là kéo xô hay là thích xa đơn, mình có cái này thì dùng rất là tốt ha. Có một cái kỹ thuật rất là quan trọng trong những cái bài lưng hay là tập đùi, deadlift squat chẳng hạn,
đó là kỹ thuật, kỹ thuật lấy hơi. Đa số các bạn đây, chắc là khoảng 90% bạn đây lấy hơi rất là bài học của mình. Thì kỹ thuật này nhưng cũng mới học ở đây thôi. Đó là cách mà bạn gồng chặt phần kho và dùng phần kho để tải bớt trọng lượng tạ thay cho lưng dưới ha. Lưng dưới là một phần của kho. Tuy nhiên là bạn sẽ muốn dùng cả phần kho này để mà thở tạ lên, chứ không dùng lưng dưới một cổ lên ha. Rất là nhiều bạn không có gồng chặt kho nữa là tập thời gian lâu rất là lưng dưới. Và nhưng thấy là từ khi mà mình gồng kho nhiều hơn thì mình sẽ đỡ đau lưng dưới hơn. Còn một cái mẹo để bạn làm sao biết là kho mình đã gồng chặt hay chưa? Thì thật ra là trước đây là những điều tưởng là nhân đã gồng kho rất là kỹ rồi. Tuy nhiên là sau khi được hướng dẫn thì được anh Văn hướng dẫn thì nhân biết là mình gồng rất là yếu và rất là hời hợt ha. Gồng kho là như thế này. Dưới cái đây ha. Thì luôn luôn cái đây nó sẽ hơi lỏng tí xíu. Bạn gồng đến khi mà bạn thấy là hoàn toàn cái phần bụng của bạn nó đều bám chặt vào cái thành đó. Sau đây tất cả các người tưởng tượng như là mình đang nói anh hơi tục tục cái xíu là như mẹ đang tiểu vậy đó. Bạn gồng đái á, bung cái đai ra ha, gồng thật chặt trước khi mình kéo lên thì cái phần này rất là ổn. Ở những cái bài như thế này thì mức tạ nó tương đối thôi. Còn khi mà mẹ deadlift 150, 200, 250 kg thì cái kho rất là quan trọng. Bạn gồng nhẹ, bạn gồng khá ít thì cái phần lưng dưới của bạn sẽ chịu hết cái trọng lượng tạ. Bởi vậy hãy học cách gồng kho cho thật là kỹ. Và khi mà nhân deadlift á, nhân để ý là khi mà nhân gồng đủ hơi á, chỉ cần một cái thôi, nhân giật lên một cái là chóng mặt. Và khi mà thả tạ ra là như là muốn té luôn. Thì đó là cái cách gồng hơi đúng. Do nguyên nhân á là oxy của bạn nó không kịp dồn lên não. Bạn đẩy hết phần kho vào, đẩy hết oxy vào bụng rồi, nghĩa là oxy nó không kịp bơm não, nghĩa là khi mình hoàn thành một rep oxy nó không kịp lên và mình sẽ bị chóng mặt ha. Thì gồng kho càng cứng lưng dưới của mình nó sẽ rất là ít ở mình ha. Okay. Thì đây là bài lưng cuối cùng ngày hôm nay ha. Thì bài này sẽ tập cái dạng là mechanical tập set, tức là mình sẽ tập một cái rong nó lớn như thế này, sau đó mình sẽ chuyển xuống giúp overload cái muscle của mình ở nhiều cái đoạn khác nhau. Những cái động tác này nè, thì cái đoạn overload sẽ là ở khoảng cuối của cái rong. Nhưng mà khi mà nhân đứng như thế này thì cái phần muscle overload là cái phần upper lat ha. Nó sẽ tập ở cái giai đoạn cái lat nó giãn ra hơn ha. Đó là cái giai đoạn mà mình sẽ overload muscle khác nhau. Đối với cái bài super set này thì mình sẽ làm 3 set mỗi bên. Còn còn là 3 set. Kéo full rom. Thì mình hấp xuống và kéo ở cái đoạn trên này. Còn còn là 3 set thôi. Bốn tắc lưng rồi ha. Thì mình tắc cuối cùng là tắc vai sau. Và sẽ không phải tay nữa ha. Thì phải làm một bài tập không những mà nó phát triển cơ và vai sẽ rất là tốt mà nó rất là tốt cho cái gọi là độ bền của cái phần cơ, cái phần ổ vai ở đây ha. Bạn kéo như thế này thì tập cho cái độ bền của khớp vai rất là tốt. Bài này rất là quan trọng nha. Tên gọi là face pull. Thì có rất là nhiều cái cách để bạn có thể tập, để có thể dùng hai cái pull riêng lẻ cũng được. Mà ở đây thì mình thích tại hai thời gian này thôi. Thì hôm này hôm nào mà không có cái này thì mình dùng kia ha. Một cái tips để mà bạn có thể tấn công bằng vai sâu nhiều hơn đó là xé thì thành đôi, xé thành đôi ha. Đừng có nhớ là kéo về sau mà hãy tập trung xé đây.
pitcher curl ha, thì cái phạm vi chuyển động sẽ là tay mình sẽ gần như là duỗi hoàn toàn ha, và nó lên khoảng góc 90 độ rồi mình luôn ha. Khi mình lên hơn nữa thì cái tạ này nó trọng lực đi thẳng xuống nè. Khi bạn vuông góc như thế này, vuông góc với mặt đất đó, là cái áp lực lên cơ tay này không còn bằng không rồi ha. Bởi vậy mình chỉ đi từ ở đây thôi ha, 90 độ thôi. Squeeze ở đây cũng 1 giây, xuống từ 2 đến 3 giây thôi. Lúc nào cũng tập trung ép cái phần tay trên vào cái điểm tựa. Xuống thì 2 đến 3 giây nha. Bạn ơi nè, là hết căng rồi ha. Hết căng rồi. Đây thôi ha, 90 độ thôi nha. Okay.